thưa các bạn, đây là tranh treo tường diện trần. Thì cái tranh này nó có cái độ rộng của nó khoảng 90 phân và nhân với chiều dài khoảng 1m2. Thì in hình rất là rõ. Nó sẽ có các phần như thế này. Bên trên cùng là có cái đồ hình diện trần này. Đó. Có tất cả khoảng 32 cái đồ hình ở trên cái tranh này. Và mình treo trên này mình rất là dễ nhìn. Rất là dễ nhìn, hoặc chữa cho bệnh nhân ý, thì mình nhìn lên đây là mình biết ngay là cái bộ phận của bệnh nhân nó đang ở cái hình nào và chữa tác động vào cái vị trí trên cái hình đấy để chữa cho bệnh nhân. Đó. Chỗ này là có bốn hàng này nhân với cả 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 48 32. Đấy, 32 cái đồ hình. Đó, đấy là phần trên là phần đồ hình. Còn phần dưới này các bạn này, dưới này này là có các cái sơ đồ huyệt này. Đó, sơ đồ huyệt. Và bên cạnh này hay nhất là chỗ này có tra huyệt, có tọa độ của 258 huyệt theo dọc và ngang. Thì mình nhìn vào đây, ví dụ huyệt số 0 là PQ7, thì mình nhìn vào đây là PQ. Đấy, ví dụ mình nhìn vào đây là có cái cột PQ này và gióng lên số 0 này. Đấy, PQ và đây là hàng số 7 này, đây là huyệt số 0 ở đây. Tức là mình nhìn vào những cái dãy bảng tra cứu này và mình có thể tra được ngay ra các huyệt ở trên này, nó rất là nhanh và tiện. Rồi tiếp theo xuống dưới này, mình có dưới này là các cái cơ quan này, các cơ quan đó. Thì dưới này tập hợp tất cả các huyệt liên quan đến các cơ quan trên cơ thể người. Ví dụ đây là các cơ quan ngoại vi, cơ quan nội tạng này. Đó, mình nhìn vào đây, mình biết ngay là các huyệt nào liên quan đến các bộ phận mà mình đang bị đau, đang có vấn đề. Sau đó mình tìm ở trên bảng tọa độ này, tìm đến các huyệt đó để mình ấn vào các huyệt đó hoặc dán cao các huyệt đó. Đó. Rồi tiếp theo sang bên này thì có các phác đồ các bạn này. Tập hợp tất cả các huyệt có chung một cái tác dụng với nhau, ví dụ hạ huyết áp thì có một dãy các huyệt này. Những cái huyệt bôi đỏ này là những huyệt quan trọng và hay báo đau khi có bệnh này. Thì các bạn dò tìm qua hết một dãy huyệt này, thấy cái huyệt nào đau thì mình sẽ dày ở cái huyệt đấy nhiều hơn. Đó, tăng huyết áp, hạ huyết áp, giáng khí. Và bên này có các bộ huyệt thường dùng, tập hợp 11 cái bộ huyệt thường dùng, ví dụ bộ thăng, bộ giáng. Những cái bộ huyệt này là mình hay dùng nhất, bộ tiêu, biếu, tiêu nguyên, giải độc. Mình nhìn vào đây mình biết ngay. Đó. Rồi trên này, chỗ này có cái chống chỉ định này, đấy. Rồi có những cái câu thơ về diện trần, trên này có bổ sung thêm những cái đồ hình diện trần mới tìm. Tóm lại là mỗi một người làm diện trần trong nhà nên có một cái tranh treo tường này, nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Và nữa là nó hỗ trợ cho mình cái công tác mà mình chữa cho bệnh nhân nó rất là nhanh. Chỉ cần mình nhìn vào cái tờ này là nó có hầu như là những cái cần thiết mình hay dùng nhất rồi, nó rất là tiện dụng. Mình ra vào mình nhìn lên cái đồ hình này là mình cũng đã nhớ được huyệt rồi. Và khi mà bệnh nhân vào nhìn mình treo cái này ấy, nó thành hẳn một cái phòng khám diện trần luôn. Nó rất là chuyên nghiệp và cho bệnh nhân cái cảm giác yên tâm.